còn tôi ở phương trời xa, ta hát và khúc ca đầu hàng, ta sẽ duyên trở lên bản hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui cùng đầy. Đừng là phận ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Thế con thấy chị Hiền hát hay không? Có. Bây giờ ai hát có đưa ngay về xem. Còn có một số người là không hay đúng không? Bây giờ số 2 em nhìn nào con dùng nhóm giờ số 2 đâu? Đứng ra đây về xem. Số 2 đâu? Đứng ra. Đâu đâu số 2 đâu? Đứng ra đây. Em chỉ số 2 đâu? Đâu? 2 đâu? 3 người số 2 đâu? 3 người số 2 đâu? Bây giờ thầy học số 2 này. Bây giờ mấy đứa con yêu cầu ai ai của số 2 thì nào số 2 hát một bài. Nè bây giờ là chị Âu Xanh nào? Ai thì Hà đưa tay lên xem. Số 2 ai thì Hà hát đưa tay lên. Bao nhiêu người bắt rồi. Bây giờ bây giờ số 2 yêu cầu chị Hà hát một bài tặng đại chúng. Chúng ta cho chồng một tay đi. Số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9 chuẩn bị nhá. Chúng ta cho chàng một tay nào. Chỉ một người hát nha, chỉ một người hát, không có được hai người, chỉ một người hát. Chưa thuộc hết. Chưa thuộc thì cùng. Không được rồi, được rồi, được. Ừ, đúng rồi. Nếu mà đặt có giấy là không cần hỗ trợ nha. Đặt có giấy rồi là không cần hỗ trợ nữa. À, vậy không có cái hỗ trợ.